Giờ làm thêm của người lao động sẽ tăng thêm từ 40 lên 72 giờ một tháng, không giới hạn ở một số lĩnh vực mà tăng ở tất cả các ngành nghề. Đây là kiến nghị vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng số giờ làm thêm trong một tháng, giờ làm thêm trong một năm. Do đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm, đặc biệt là đợt dịch thứ tư làm đứt gãy sản xuất, doanh nghiệp thiếu hụt lao động, nhất là cuối năm. Cộng với trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do thiếu hụt lao động, một bộ phận lao động áp dụng 3 tại chỗ có nhu cầu làm thêm quá 40 giờ trong một tháng để bù cho lực lượng lao động thiếu hụt. Nên khi tổ chức sản xuất trở lại, nhiều doanh nghiệp và người lao động cũng mong muốn được thỏa thuận làm thêm giờ để phục hồi sản xuất, làm bù cho khoảng thời gian phải ngừng việc. Với nhu cầu làm thêm trên 40 giờ một tháng và từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm mà không bị giới hạn ở một số ngành nghề công việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu không có chính sách để doanh nghiệp phục hồi, dễ dẫn đến nguy cơ làm chậm đà phát triển kinh tế, kém hấp dẫn trong thu hút đầu tư và có thể doanh nghiệp chuyển dịch đầu tư sang nước khác có cơ chế tốt hơn. Việc làm thêm giờ như đề xuất sẽ góp phần hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, giảm tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam như nông sản, thủy sản, hải sản, v.v.